dàn sáng lập viên tổ chức tay sai khủng bố Việt Tân nhập kho. Cả làng dân chủ đang nhốn nháo vì các nhân vật cộng cán, các tù nhân lương tâm, sáng lập viên của Hội Anh em Dân chủ cùng bị bắt một lúc như Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức cùng với MC của Trấn Hưng nước Việt, nhân vật cộng cán của No You đã nhập kho cùng một lúc. Đây rõ ràng là một cuộc ra quân cùng một lúc, thống nhất của công an các địa phương Bắc Trung Nam ra tay hốt một mẻ lưới lớn. Được biết có 4 sáng lập viên, các chủ tịch, phó chủ tịch nêu trên của Hội Anh em Dân chủ nhập kho sáng nay đều bị bắt về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền với mức án nghiêm trọng, có thể bị chung thân hoặc tử hình. Từ lâu, Hội Anh em Dân chủ đã bị dư luận tố cáo là tổ chức tay sai của Việt Tân do bà Ủy viên Trung ương tổ chức khủng bố Việt Tân Hà Đông Xuyến với Nick Dân An đứng sau điều hành. Hà Đông Xuyến đã được Bộ Công an đưa vào danh sách đối tượng khủng bố bị truy lùng trên cổng thông tin điện tử. Bất cứ ai hợp tác, ủng hộ, làm việc theo chỉ đạo của Hà Đông Xuyến đều có thể bị kết án hoạt động chống chính quyền nhân dân. Hội này mới tổ chức bầu bán, củng cố nhân sự, có vẻ như phân chia nhau vị trí sẵn sàng tiếp quản chính quyền hậu cộng sản. Tuy nhiên do cạnh tranh, đấu đá, tranh giành vị trí khiến tổ chức nát bét, đấu tố nhau ỏm tòi trên mạng. Fanpage đồng hành với No You đã có một loạt bài mô tả hấp dẫn về cuộc nội chiến tranh giành vị trí chủ chốt của nhóm này. Xem ra các thủ lĩnh của Hội Anh em Dân chủ ngồi chưa ấm chỗ đã được đưa vào tụ họp với thủ lĩnh Nguyễn Văn Đài đã chờ từ lâu trong nhà tù. Chắc chắn ở đó với đủ thành phần ban bệ thế này, họ sẽ sớm thống nhất được người làm vị trí lãnh tụ chứ không đánh nhau tơi bời như bên ngoài. Còn như Lê Dũng vô va với hàng loạt clip tuyên truyền phỉ báng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động bạo động trên kênh YouTube Trấn Hưng nước Việt và Lê Dũng chắc chắn sẽ được hội tụ cùng Nguyễn Văn Điển cho đủ ban bệ của kênh trong tù. Dự rằng sẽ có một mớ các thành viên của Hội Anh em Dân chủ, nhóm Trấn Hưng nước Việt đang như ngồi trên lửa chờ ngày được gọi tên lĩnh sướng.